Chào các đại ca nhá. Dạ, chào, chào. Chào các anh trên diễn đàn nhá. Ông Việt là dài, ba anh vừa lên hỏi thăm, ông đã chạy đi rồi. Không này. Nãy ông có báo ông có việc mà, nãy việc ra ba thông báo có việc phải đi xuống đi làm mà. Chào anh chủ diễn đàn nhá, chào mọi người nhá. Dạ. Trời ơi, cái câu Mỹ mà trình làm mà hết xả súng thì có khi người Việt Nam cũng ăn phở ăn cơm thì Mỹ đã hết xả súng. Chừng nào Việt Nam mà không ăn phở với ăn bún thì đất nước Mỹ hết xả súng. Chừng nào Việt Nam mà ăn mắm với ăn cơm với ăn bún ăn phở Việt Nam thì Mỹ nó còn xả súng, nó đơn giản thế thôi. Làm sao mà nó ngăn làm sao được? Làm sao mà chấm dứt được? Không bao giờ, sẽ không bao giờ. À, xin, Mỹ nó gọi là như là dạ, xin chào ông Nguyễn Việt. Có cái vấn đề này muốn hỏi anh về cái câu chuyện mà hồi nãy mọi người có đưa lên đó, cá nhân mình cũng đưa lên là câu chuyện mà cái nhân vật Ali Huỳnh gì đó xung phong lại đến đất là đăng ký đi qua bên Ukraine và hiện tại đang bị bên vâng. Nga bắt giữ làm tù binh gì đó, và gia đình cậu ta có những cái ta tốt thì cũng nói nó xin nhắc lại cũng xin nhắc lại là cái vấn đó là chưa có kiểm chứng là đúng hay sai thật hay không nha, nhưng mà tức là thấy cái thông tin đó ở trên không gian mạng và cho rằng đó là từ của lời của bà của nhân vật Andy Huỳnh đó, và bà ta đã đưa ra những cái lời lẽ gọi là rất là đau to búa lớn, và bà ta quy rằng là yêu cầu chính quyền Việt Nam là phải can thiệp với Nga như thế nào á, để thả cái Andy Huỳnh về nước, còn nếu mà không làm được á, chính quyền Việt Nam làm không làm được á, thì đừng có trách. Thì quan điểm của anh nghĩ thế nào về cái vấn đề đó? Bây giờ mình cho vấn đề đó là thật đi, mình đang cho vấn đề đó là thật đi. Mình nói cho thẳng luôn nhé, cái cộng đồng mạng này bây giờ cái tin 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 nhá, tin tức thì nó nhạy hơn là những cái tin chính thống rồi đó. Thật sự là như thế, rất là nhạy cảm, đây không phải là một người mà cả toàn cầu đâu, đúng không? Cho nên người ta đánh giá là chính xác của đấy 99%, đúng không? Mà đấy, gia đình bà là ai, là cái gì? Trời ơi, cảm ơn đi. Đang ăn công, muốn món ăn cướp thì mà gắng mà chịu đi, đang nghe ở yên đi, im lặng đi. Còn giống như vụ ở Việt Nam với mẹ mình đi ngoại tình, mình treo từng 11 giờ chết thì đi kiện người ta. Tốt nhất là im cái mồm lại, đúng không? Đỡ nhục. Đây không phải là một cái hành đẹp gì được cao cả. Ví dụ đất nước Mỹ mà đi chiến tranh ấy, đúng không? Đất nước Mỹ mà đi ấy, nó mà xung phong đi ấy là một chuyện, đúng không? Đúng rồi. Cái này là giữa Ukraine và Liên Xô, đúng không? Mắc mớ thì đất nước Mỹ, đúng không? Đúng rồi. Mắc mớ thì đất nước Mỹ. Nếu mà đất nước Mỹ mà có dây dưa chiến tranh cho nó đi ấy thì cái đấy là ok, là can thiệp can không, cái đấy vấn đề đó sao? Nhưng mà cái này dây dưa gì, cái mà trong khi đó cái thằng này nó không phải là tuổi để đi lính nữa, đúng không? Nó là lính thôi, là thải hồi rồi, à, đúng không? Bị sa thải hả? Anh không nhận lắm, mày đâu phải là cái thời kỳ người ta đang làm nghĩa vụ ở trong quân đội gì đâu. Mày là cái thằng đã hết hạn này, trở về quê để đi cày đi cấy rồi thì mày yên phận ở thì đi, đúng không? Nhưng mà cái này chả lính, chả dây dưa đến một cái chính phủ, một cái đất nước nào hết. Mày muốn đi vào cái chỗ chết thì đất nước Mỹ người ta đã nói từ đâu rồi, mà Nga người ta đã thông báo từ lâu rồi. Mày vào đấy thì mày phải gắng mà chịu, bây giờ ai mà can thiệp được? Mà gia đình mày là cái gì mà phải nhắn gửi đến chính phủ Việt Nam, đến nước Việt Nam? Mẹ sư nó là cái gì? Xin lỗi, đúng không? Là cái cục cứt gì? Ông là mẹ là quốc tịch Mỹ, mắc mớ gì Việt Nam? Mẹ ngu bỏ mẹ ăn. Nói là mẹ bảo là chửi ngu, đúng không? Nếu mà có thật như thế bảo mẹ gia đình ngu từ trên xuống dưới, ngu đéo biết dạy nhau. Quan điểm của mình là như thế đấy, anh chủ diễn đàn. À, cảm ơn anh. À, xin chào Trung. Trung có ý kiến gì không Trung? Dạ em chào anh Thơ Quang, chào anh khách mời, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Thì cái góc độ đầu tiên mà em muốn chia sẻ thì em lại chia sẻ về cái chỗ của cái ca sĩ Khánh Ly trước. Ừ. Dạ. Ngại đến tình thế à? Lạnh hay đấy. Thì có lẽ mọi người theo dõi trên không gian mạng thì cũng đã biết đó là
ca sĩ Cánh Ly trở về Việt Nam và hát ở một số thành phố, cũng như là có thể nói là đi cái tour cuối cùng trong cái sự nghiệp ca hát của ca sĩ này. Thì chúng ta khái quát qua một chút để có thể mà nắm rõ hơn. Đó là ca sĩ Khánh Ly thì tên thật là Nguyễn Lệ Mai, sinh năm 1945 tại Hà Nội. Sau đó thì đến năm 1954 thì bà ta mới di cư vào Nam và bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1962 tại các phòng trà và chuyên hát nhạc Trịnh. Thì sau năm 1975 đó thì cái chồng trước của cô ca sĩ này đó, của cái bà này đó, thì bà cũng đã tử trận lính của Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau đó thì sang Mỹ thì có kết hôn với cái chủ tờ báo Hồn Việt, một trong những cái tờ báo chống cộng rất là quyết liệt. Và cái bà ca sĩ này cũng đã thường xuyên tham gia vào các cái chương trình hát nhạc chống cộng, chống Việt Nam và cùng với một số ca sĩ hải ngoại khác. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì còn tham gia vào nhiều cái cuộc biểu tình của những hội đoàn chống cộng cực đoan, và cũng là thành viên tích cực để quyên góp, gọi là quyên góp tiền đấy, để tri ân cho những cái thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và thực hiện nhiều cái chương trình ca nhạc, CD, VCD, điện ảnh và viết báo chống cộng. Đấy là chúng ta khái quát qua một chút là như vậy. Và không riêng thì cái bà ca sĩ Khánh Ly này, trước đây cũng có là ca sĩ Chế Linh, rồi gần đây nhất và trẻ nhất đó là anh chàng ca sĩ Đan Nguyên, đúng không ạ? Đấy là cũng Bạn Trung đã ơi, từng là tham gia hát cái nhạc chống cộng. bạn Trung Thì ơi, nói việc này. cũng trong cái thời gian gần đây đó thì chúng ta nhìn thấy đó là gì? Đó là cái phong trào mà các cái ca sĩ hải ngoại mà trước đây đã từng có những cái bài hát hoặc tham gia viết bài rồi tham gia các cái chương trình biểu diễn để chống lại nhà nước Việt Nam á, thì trở về Việt Nam rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Ở đây chúng ta nhìn theo hai khía cạnh. Trung ơi, Khía cạnh thứ nhất. Dạ, em chào anh Ayo Việt. Việt Rai, Việt Rai. Em chào anh Việt Rai. Xin lỗi Trung nha, Việt Rai thật sự rất là xin lỗi Trung, cắt lời Trung ngay cái chỗ này. Là tại vì xin lỗi Trung, Việt Rai chỉ nói cho Việt Rai 1 phút thôi, Việt Rai xuống liền. Chào anh bạn anh Nguyễn Việt nha, anh Nguyễn Việt. Việt Rai chào lời. Chào Việt ơi, khỏe à, không khỏe em? khỏe anh Lâu lắm rồi không gặp dạ nhau. khỏe anh Khỏe, dạ, cảm ơn Việt em. Rai chào lại diễn đàn. Tại vì nãy Việt Rai xuống, Việt Rai cầm điện thoại lướt lướt thấy con anh bạn Jim gì đó nói là Việt Rai nói xạo. Kem nghệ Thì nói đây không nè, đúng. đây nè, Việt Rai nói cái gì là phải đúng cái đó, chứ Việt Rai không có nói xạo được. Ảnh nói xăng mà hơn 9 đồng á là ở đâu ra, thì đây có Việt Rai có chụp cái tấm hình nè. Đâu rồi, chờ Việt Rai chút xíu nha. Cái này là Bắc Cali 9 đồng 49 sen một ga lông nè anh gì đó ơi, 9 đồng Chem 49 Nguyễn, sen ga lông ha, là xăng 87 ha, 9 đồng 72 sen, 9 đồng 72 sen. Rồi bên đây là 9 đồng 63 sen, 9 đồng 63 sen là xăng 9 87 đâu rồi, 9 đồng 63 sen là xăng 87, 9 đồng 72 sen là xăng 89, 9 đồng 94 sen là xăng 93. Ok. Thì để cái hình này thì ảnh cũng không có tin đâu, nếu mà ảnh không thấy gì hết. Thì đây là cái đài Việt Rai coi là đài Fox số 2, là người ta để là Why a Northern California gas station is charged nearly 10 dollar một ga lông, là đó anh chị em thấy không, gần 10 đồng ga lông không, là đây là những cái thành phố ở miền Bắc California. California nó lớn lắm, nó giống như nước Việt Nam mình vậy, nhưng mà những cái tiểu bang miền Bắc chẳng hạn như Sacramento, từ Sacramento anh đi lên gần biên giới với Portland, Oregon đó, đó ảnh đó chắc là ở Cali anh biết, là xăng ở đó thời điểm vừa rồi á, là nó lên gần 10 đồng một ga lông nè. Đó, thấy rõ ràng nha. Đây là đài của đài đài Fox đàng hoàng, đài Fox là đài lớn nha. Thì trong đây người ta có để tại sao lý do đó. Thì giống như Việt Rai hồi nãy có nói, không phải là nó lên nó nằm một cái đùng ở đó hoài. Cái thời điểm đó nó lên tới như vậy rồi người ta fight, người ta tranh đấu đấu tranh với nhau tùm lum tà la hết thì nó sẽ xuống trở lại, thì bây giờ nó nằm vòng vòng 7-8 đô một ga lông, đó là Việt Rai nói là như vậy.
À, thì việc ra chỉ lên chứng minh vậy thôi cho cái anh đó ảnh thấy chứ không phải anh nói mình nói có nghĩa rằng là có cái này việc ra có nghĩa rằng việc ra nói là vào thời điểm giá xăng tại Bắc California lên cao nhất là cái giá việc ra đưa ra đúng không? Đúng. Gần 10 đô đúng không? Đúng rồi. À, và trong quá trình đó nó có thể lên xuống thất thường như thế nào đúng, và hiện đúng. Tại bây giờ thì đúng không? À, đó. Thì ở đây anh bạn Xem Nguyễn giống như giá vàng vậy đó, anh, bữa lên bữa xuống vậy đó. Anh bạn Xem Nguyễn thì lại thắc mắc thêm thế này. Thì thắc mắc của anh bạn thì cũng hợp lý thôi, nhưng mà mình thấy có một điểm tắc cười thế này nè bạn Xem Nguyễn. Tức là cái đài Fox 2 đó, theo bây giờ mình xin hỏi Xem Nguyễn nè, cái đài Fox 2 đó có phải là cái đài gọi là cái tin tức có thể tin cậy được tại nước Mỹ hay không? Đúng. Đài này là đài lớn à. Đúng không? Đài này nằm hết tất cả các thành phố tiểu bang ở Mỹ. Đó. Việt Nam gọi là chính thống. Đó, đài đúng rồi anh Nguyễn Việt, là có chính thống hay không? Ừ. Thì bên kia cần nhìn vào đó thôi là chúng ta xác định được là cái đấy. Tin này nó chuẩn xác bao nhiêu phần trăm. Mà vậy thôi. Đây là cái tin là để Việt Ray một ga lông là bao nhiêu lít ở Việt Ray? Một ga lông là 3.6 lít anh. Một ga lông 3.6 lít à? Ở bên anh hiện tại bây giờ xe anh là chạy đi xèo nhất là 2 đồng đô 70 sen yeah. Một lít đi xèo đấy. Rồi wow, cái đó là cũng dữ á, cũng gần 3 lần luôn nhé. 2 đồng 70 sen. Yeah, 2 đồng 7 sen thì so với Việt Nam gần 60.000 hả? 60.000 một lít. Đúng không anh Nguyễn Việt? Đấy. Bây giờ thì điểm người ta bảo sắp sửa đi xe gọi là xe bò hết rồi đấy. Chứ đừng có nói đi xe đạp. Mà xe bò, bò như là cái tin mà Vietjet mới đưa đó là publish là người ta mới xuất bản, người ta đưa ra nè, là mình đang coi trên 2 ngày online á, là mới có 2 ngày thôi nha. Cái không phải là 2 năm hay 2 tháng gì đâu nghe, mới có 2 ngày thôi đó. Đó. Đi à Google. Vietjet không có nhìn xa được, không có tầm. Tức là Vietjet ơi, anh bạn kia thắc mắc là hiệu nào? Tức là nhiều khi anh bạn thắc mắc là lỡ cái hiệu gì ba sọc thì giá rẻ hơn thì sao? Tức là cái hiệu xăng á, lỡ Vietjet đưa cái hiệu xăng từ hiệu Mỹ nó mắc thì đúng rồi. Cái này là đúng không? Chevron, ảnh mà anh ở bên Mỹ anh biết là hiệu Chevron. Như Việt Nam mình cũng có nữa đó. Đó đấy. Thì cái tin này thì cũng rồi. Đó. Theo em nghĩ thì cái tin này cũng hy vọng là anh Vietjet có thể chia sẻ lên trang cá nhân để anh em có thể tìm hiểu thêm. Còn dĩ nhiên là xin lỗi. Anh xin lỗi chung mọi người nè, Vietjet là sẵn Vietjet đang cầm cái trang tin đó, Vietjet sợt luôn cái tin ngày hôm nay giá xăng hiện tại là bao nhiêu cho Xem Nguyễn tâm phục khẩu phục kìa. Để tâm Xem Nguyễn chưa phục. Nhưng mà phải ở cái cùn thôi, lớn nó thừa, lớn cho nên là ở bất công nào mới được. Nó tiếp thừa. Yeah. Giá xăng nó dầu bên đây thì mẹ khóc không lên đời, có cái gì đâu mà nói đấy. Tại vì em Nguyễn Việt biết sao rồi. Không? Hôm nay là chủ yếu là giao lưu thôi, đâm ra thoải mái bữa mà. Thoải mái rộng rãi có nghĩa là theo như cái bản stream này đó thì bạn cho rằng là cái thông tin này đã có thời điểm trước đây, có nghĩa là nếu như bây giờ thì bạn cũng không thắc mắc. Thế nhưng mà nếu mà thời điểm hiện nay thì không có cái giá đó thì anh Vietjet anh đã trao đổi rồi đúng không ạ? Có nghĩa là cái tờ báo cái kênh đó người ta đưa lên là cách đây 2 ngày thì có thể thời điểm này là giá xăng ở bên Mỹ nó lên nó xuống, với hai nữa là qua trao đổi với các anh em ở bên Mỹ thì chúng ta cũng biết được là giá xăng á thì nó lại không cố định một giá trên toàn quốc như ở Việt Nam chúng ta, mà mỗi một bang người ta có một cái giá khác nhau, và thậm chí là trong cái bang đó thì mỗi thành phố người ta cũng có một cái giá khác nhau đúng không ạ? Thế thì nó mới có cái giá xăng trung bình nó khoảng hơn $5 gì đó đối với thời điểm hiện tại là ở Mỹ, có nghĩa là trên toàn nước Mỹ người ta tính vào những cái nơi có giá xăng rẻ và giá xăng đắt nhất thì người ta cộng và người ta chia trung bình thì giá xăng của nó khoảng gần $6, hơn $5 một ga lông. Và một ga lông thì nó rơi vào khoảng 3,78, gọi là cho vào 3,8 lít đi. Đúng không ạ? Thì như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu là trong khi đó là chính phủ Mỹ người ta cũng đã mở cái kho dự trữ. Đúng không ạ? Cái như cuối năm ngoái là đã 50 triệu thùng rồi, về đầu năm nay như 30 triệu nó thì phải. Đó là chúng ta qua các thông tin thì chúng ta tìm hiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta không có, theo em nghĩ là như thế này có nhiều người lại không hiểu. Thì em cũng trình bày một chút cái nội dung này thôi. Đó là có nhiều người cho rằng đó, thì cái giá xăng ở Mỹ so như vậy so với Việt Nam thì vẫn còn rẻ. Với hai nữa là người ta cho rằng là cái người Mỹ đó, người ta làm ra nhiều tiền thì cái việc người ta chi cái việc giá xăng đó thì nó không đáng là bao nhiêu cả.
Thế nhưng mà để qua đó chúng ta quan thấy được nhiều, một cái, dạ đúng rồi, thì chúng ta nhìn thấy được một cái khía cạnh khác ở đây, đó là gì? Đó là có cái gì đó bà, một số anh chị em mà có thể nói là, nếu mà nói cuồng thì không phải, thế nhưng người ta có cái tư tưởng hướng ngoại đó, mà người ta luôn có cái ánh nhìn nó giống như kiểu là cái gì đó nó hào quang, nó tỏa sáng đó, thì các bạn lại hơi nhầm lẫn chỗ này. Người Việt Nam khi các bạn đi làm thì được trả bằng đồng tiền Việt Nam đồng, thì các bạn chi tiêu bằng cái tiền Việt Nam đồng, thì dĩ nhiên cái giá cả nó cũng là theo cái thị trường của Việt Nam đồng. Còn khi các bạn ở bên Mỹ đó, thì các bạn kiếm tiền bằng đô la thì các bạn cũng phải chi ra bằng đô la, đúng không ạ? Và theo thị trường của Mỹ, chúng ta đã hiểu cái góc độ đó. Và hơn nữa chúng ta nhìn là gì, như anh Việt Rai chia sẻ đó là ở bang Texas, đúng không ạ? Thì cái khu nhà máy lọc dầu người ta giống như kiểu một cái thành phố như vậy, thì ít nhiều gì đó về cơ sở hạ tầng của chúng ta chưa đáp ứng, và chúng ta còn phải nhập khẩu dầu, xăng. Và theo như em tìm hiểu thì cái thị trường mà Việt Nam mình nhập khẩu xăng là chủ yếu từ Hàn Quốc. Từ Hàn Quốc nhé. Có nghĩa là sau khi người ta lọc dầu đó, người ta chiết xuất thành các cái thành phẩm đó, trong đó có xăng, thì chúng ta nhập chủ yếu từ Hàn Quốc về. Để cho có thể mọi người hiểu thêm một chút hay là nắm bắt thêm một chút ở chỗ này, thì em có tìm hiểu là như vậy. Chứ chúng ta nếu mà nói mà so sánh thì nó rất là khập khiễng, nhưng các bạn lại có một cái tư tưởng rất là kỳ lạ. Người Việt Nam thì tiêu tiền Việt Nam, các bạn cứ tính theo cái kiểu là các bạn bảo ở Mỹ người ta kiếm bằng đô, nên là cái việc người ta chi tiền xăng như vậy nó hết sức bình thường. Thế các bạn đã nhìn thấy những cái hình ảnh, đúng không ạ? Những người Mỹ da trắng ở cái bang nào đó mà có một cây xăng mà giá nó chỉ khoảng hơn 7 đô. Đấy, hơn 7 đô thì ông ta chửi nhặng hết cả lên, ông ta đổ lỗi cho Nga, đổ lỗi cho Putin là làm giá xăng tăng cao là hơn 7 đô trên một galon. Thậm chí là có một người phụ nữ còn khóc, đúng không ạ? Và người đàn ông khi đổ xăng thì gục đầu vào cái cây xăng. Đó là những hình ảnh thực tế mà người dân Mỹ người ta quay lại. Và đã được đăng lên một số cái kênh của Mỹ, hoặc là trên mạng xã hội của Mỹ, thì anh em chúng ta cũng có thể tải về chúng ta xem. Đấy, nếu như mà cảm thấy mọi người vẫn chưa xác thực lắm, thì có thể ngày mai em sẽ đăng lên cái clip đó lên trên trang cá nhân, để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì cái đó nó phản ánh thực tế là một điều gì? Dĩ nhiên cái đó em không quy kết cho là toàn cái giá xăng của Mỹ, mà là gì ạ? Mà ở cái khu vực đó thôi. Chúng ta hiểu một góc độ như vậy. Và khi tăng như vậy, và các bạn luôn cho rằng là người ta làm bằng đồng đô la, người ta cảm thấy rất bình thường. Thế rất bình thường, tại sao người ta lại phản ứng một cách nó thái quá như vậy? Đúng không ạ? Mà trong khi đó không có bình thường đâu. Để anh nói cho Nga một tí này. Ở Việt Nam đơn giản vào, mình đi ăn bát phở vào, mình đi xuống đường, xa nhất là đi 10 phút, đi bộ lâu lắm là 10 phút, hay là 5 phút hay là 30 phút là đến rồi, đúng không? Như ở bên Mỹ đi ăn bát phở phải nửa tiếng, một tiếng, ông ạ. Khó quá, phải tính như thế nữa, chứ không phải bảo tính đâu, tiếng kiếm đồng đô la, xài bung xài bao, nó lại cụ. Đấy là những thành phần là nói phép, nói lác. Mà ở bên Mỹ ấy, mình đi sang Mỹ chơi 5 lần rồi, mình đi nhất là nhiều tiểu bang, đi kể cả đến San Francisco, tiểu bang Việt Giai này. Nói thật, tôi đi làm với cả một tiếng đồng hồ, mà đi về mất 2 tiếng, thì các bạn tính đi tiền xăng nó bao nhiêu một ngày. Đa số phải 90% là đi làm xa như thế, chứ mà là đi làm gần nhà, 15-20 phút là đến. Đấy, đi làm công xưởng ấy. Làm gì mà có cái chuyện mà mày nghĩ mà là ở Việt bên Mỹ làm đồng đô la, tiêu đồng đô la, nó thả mái, nó lại. Nói thật, ấy, Việt Giai là người nước ngoài, anh cũng là người nước ngoài thì mình hiểu bên đây nhá, nói thật nhá. Đi ra chợ mua rau hay miếng thịt mà tính toán suy nghĩ từ nhà đi ra lúc ra siêu thị, nói thật là như thế, đừng có bảo là sung sướng làm tiền đô là tiêu sung sướng. Anh nói như nó sai hoàn toàn. Anh Nguyễn Việt có thể chia sẻ chút xíu với mọi người là hiện tại anh đang ở đâu được không ạ? Hiện tại bây giờ mình đang ở Thụy Điển. À Thụy Điển, châu Âu. Ok, xin chào anh Việt. Bây giờ nhá. Dạ chào hồi anh Nga Việt nhá, hồi xưa đi đổ xăng. Chào mọi người, hồi xưa đi đổ xăng những người nào cũng cười tươi cười thoải mái lắm, bây giờ đi ra đổ xăng cái tay cầm bơm xăng này cứ phải nhìn đồng hồ luôn, hiểu không? Sợ đổ hố hả? Tim quá. Sợ đổ hố hả anh? Sợ đổ hố sao vậy? Tiền cơm của mình nó chỉ như thế thôi, bây giờ mình nói thật, hồi xưa là bung đổ không nghĩ là cái gì, cứ đầy bình thôi. À. Nhưng mà bây giờ là phải ý kim đồng hồ, hiểu không? Anh Nguyễn Việt, anh Việt. Là cái tiền của mình. Anh Nguyễn Việt, nhân tiện của anh ở đây, em xin hỏi anh cái này, nó hơi ngoài lề tí. À, tức là cái mức thuế của một người dân bình thường thôi, người dân lao động bình thường ở bên Thụy Điển thôi, thì đóng cho chính phủ là khoảng bao nhiêu phần trăm theo mức lương? Thế cá nhân là 30%, 30%, nói chung là thế, thì Điển là cao nhất thế giới rồi, không có nước nào có bằng rồi. À.
Rồi. 35% em tính đi, lương một tháng em làm em trừ 35% thì thấy cũng rồi, thế thu nhập cá nhân của em đi. Dạ, ok. Tàu Nhật Tảo đổ đầy xăng thì bao nhiêu tiền ấy vậy? Tàu đâu? Tàu Nhật Tảo á. Xe nó móc kéo rồi xăng thì ông nội. Đâu, cái tàu Nhật Tảo. Đổ đầy bình. À, thôi ok, vừa vui tí thôi. Bên Mỹ nhá, ở bên anh là xe anh là đi xe của Đức là xe Volkswagen, nó là cái loại Amazon là xe bán tải đấy. 70 lít một lần đổ là gần 2000 tiền điện, mỗi lần đổ mà ruột gan nó cầu nhau hết đi kiểu. Pen. Người là... giống như Việt Nam nó mỗi lần đổ xăng là pen đau lòng đau ruột. Không làm như thế mấy người bảo là tiêu tiền đô thoải mái nó còn lại các cụ. Nói thật. Nói chung dù có hiệu nào đi chăng nữa thì nó chênh lệch nhau cũng không đáng kể, đúng chưa? Đúng. Một hai sen thôi. Đúng, cái đó là chắc chắn rồi. Đúng. Mình sang đổ xăng ở Mỹ nhiều lần mình biết mà. Mình thuê xe à. Mà đổ xăng, mà xăng bên Mỹ nhiều cái khu nó đắt đấy, là những cái khu mà nó ở như Việt Nam gọi là vùng sâu vùng xa ấy, hiểu? Yeah. Nó vận chuyển đến xa ấy thì vẫn đắt thôi. Dạ mãi nha. Tại vì thường thường những cái nhà nó nhiều tiền đa số là người giàu đúng không, còn những cái nhà nghèo thì nó ở khu nông dân, là khu trại doanh nghiệp, nó xa xa vùng sâu vùng xa, thứ thì nó không có tiền, thì bây giờ mình bắt mà mình tính ra cái mét vuông thì chết đúng không, nên là không được. Khu Cali đó là một nước đó ô nhiễm nhất, đó, mình nói cho bạn biết nha.